cũng có lúc cũng dễ, có lúc cũng phải gặp tiếng vàng rồi cũng cực. Ông chuyện đó thì nhiều lắm, mà ông thì mình thuốc xịt mũi mình ha, mình xịt rồi chăm ổi. Cà na ra trái ăn được luôn. Hỏi quay gì là đốt pháo được chưa? Lượng ra xong tự nhiên nó cái đường ra xong đó thì nó lúc này nó cũng khang hiếm, nó bị gì. Bây giờ bà con mình thấy thiên nhiên tự có vậy này, không có rầy, cứ nằm sau thì hai ngày nó rụng lá ra không còn ngon. Chứ đúng ra là bẻ là ăn liền nó mới tươi ngon. Đây là mình bẻ cho mình sang cho. Theo quang có thể ta đưa cành lên khỏi đầu cây. Hái thì vừa mình mới lọc lá già lá xanh lá sâu để ra trong non nước xanh tươi xanh thì người dân thường dậy từ đất sớm bơi từ nhập vô trong rừng cỏ. Tôi được hái những lọc lá xanh bán cho thương lái. Bây giờ thì tôi đang thuê tiền của tổng giống là mọi người hái được bao nhiêu ký là mọi thứ đáng được bao nhiêu. Là vườn rau đạt được. Dạ, bây giờ chị nói đi. Cái đàn cứ giữ thôi nha. Đi cạn kiệt vậy rồi. Mùa nào là nhiều nhất? Mùa nào là nhiều nhất vậy? Nay là bắt đầu hai có rồi đó. Dạ. Còn thì đứng đó là lúa thì cạn kiệt vậy nhưng mà cây nó không ra nữa, lúc đó chạy vất vả hơn. Nhưng mà lúc đó thì sao, nó có tăng giá? Không, cũng không tăng giá luôn, cũng có lấy chết giá về mấy năm rồi. Mình cũng mong như trên thương lái mà bán có lợi, hôm nay rất là hiếm. Cây đồ phá rừng rồi bà con mình trồng bịch bẻ được là nửa tháng. Nhưng mình đi sao mà giá quận trở lại chỗ đó là nửa tháng đi. Trong hai tờ hồi xưa là còn trèo mà bẻ nhanh nữa là vì cây nhiều, còn giờ người ta cưa xuống rồi nó có cái đồ bột xịt xịt đó, người ta cũng xịt. Bảy giờ một chút là đi có khi tới 1-2 giờ. 1-2 giờ mới lên tới đây mà nói chung là cực nhất á là lúc nước cạn thì tới 4-5 giờ. Viên thứ hai nước cạn á em vô được cái bãi là nó rồi quẹ rồi quay vô không. Dạ rồi. Tụi em phải đi kiếm từng giai đoạn đó chị. Bắt đầu là đi theo mấy cái quán ăn á. Đây là lần nè. Cái ăn quán ăn xong mình mục đích là để ăn để hỏi. Hỏi mà mấy người trong đó không có chỉ. Mấy người ở trong đó là nói là chỉ ra chợ mua thôi. Còn mua còn sang từ ai thì ta không có biết. Ừ đúng rồi. Dạ cái tụi em đi ra chợ. Cái mấy người trong chợ nói là khó tìm. Có trong đó ta chuyên gia làm vậy á. Dạ. Chứ có tiền. Thì cũng vậy nè, ra cái kiếm người như chị vậy nè. Chứ nói chung là rồi chị dựng lên đi. Ra phà qua phà. Cái có hai vợ chồng của chú nè. Gì ta? Hai chồng chú gì? Vậy là đi ở trong kia gặp rồi cái dẫn về nhà luôn. Đồng ký. Lấy đâu? Càng... À, chị nói 5 ký là 5 ký thôi. Vô hoài quen. Gì luôn. Bớt.
hồi tốn cầm lại gì chị hái được bao nhiêu ký rau chị? Mình nói một ngày chứ đúng là một buổi đi, bị vừa rau là buổi chiều nó héo bẻ không được đạt. Dạ, như một buổi thì nó cũng qua một ngày về lặt luôn nữa là ngày là được 20 ký. Mỗi ký là mình bán được bao nhiêu tiền chị? Một ký bán 15-16 ngàn. Dạ. Mà mình phải chở tới điểm là người ta mới gom chứ không phải là nhà mình, khó khăn cái đó đó. Còn hiện tại giờ cái khó khăn mà mình đi hái rau là làm gì chị? Giờ khó khăn là giờ rừng người ta phá hết rồi, với lại hơn nữa khu quy hoạch cũng lớn quá, ta phá bên đó là nó là hầu như nó cũng rất là rộng cái đồng đó. Rồi cái nữa bà con mình nhà vườn đồ phá để chuột bỏ rồi ta làm ruộng cho nó nhiều năng suất hơn á, thấy nó cũng cạn kiệt nhiều, ra giờ bẻ nói 20 thôi chứ phải ráng đi chuột sớm, sáng 6 giờ là phải tới chỗ bẻ đó, thấy đường là bẻ đó. Với lại đi cũng lục bình nữa, hả lục bình thì về bị trễ chút nữa mới đủ rau. Yeah.